tất cả cô chú anh chị các bạn nhé. Đây, hôm nay lại là cuối tuần và gia đình em hôm nay tổ chức đi biển để câu cá nhá. Cứ đi thẳng thôi. Nói này cứ đi thẳng thôi. Là tới bên pha ra. Hôm nay mình sẽ ra ngoài đảo để câu cá nha mọi người. Hôm nay đi sớm nha, cho nên là sương mù dày đặc đây. Vừa cũng nhìn thấy luôn. Mong rằng hôm nay sẽ có cá nha. Cá này, bắt gì đó nhỉ? Ốc này. Câu cua này. Nếu mà buổi trưa ấm mà nội được thì mình sẽ tìm hào. Hào đúng không? Với là gì đó nhỉ? Súc tôm. Súc tôm này. Với lại nếu mà đủ thời gian mình sẽ ra cái bãi ngày trước mà mình đi bắt con tu hài. Đúng rồi, đúng rồi, mình sẽ ra tu hài nữa. Hôm nay hành trình rất là nhiều. Mọi người chờ đón nhá. Bây giờ bắt đầu xuất phát thôi. Hành trình còn dài lắm mọi người. Bắt đầu ra đến nhìn thấy mùi biển rồi. Yeah, nhìn thấy mùi biển rồi. Đây nè, nhưng mà hơi sương mù. Anh ở đây là có hai cái nó đi Okker và cái gì vậy? Đi Honor, mình chưa đi Okker. Vân Khờ với Honor ấy, mình chưa đi Okker. Okker. Cái gì vậy? Phà kia kìa. Phà rồi, ra đến bên phà rồi, ok. Ô, ra đến bên phà rồi. Ra đảo cho nên chúng ta phải đi phà nha mọi người. Phà thì ngồi phà tầm 10 đến 15 phút là ra đến đảo thôi. Đó. Rồi. Bây giờ là chờ phà tới. À, phà đã có rồi đây. Phà đây này mọi người. Luôn à? Tất cả đều về đi phà sang. Không xe bút thì đến đây là hết rồi. Không có chứ. Sang bên kia là có bút của bên đảo nhưng mà bút đến đây là dừng. Ok. Đây là chúng ta chỉ đợi chạy phà nha mọi người. Phà đây rồi mọi người. Tiếp tục mình lên phà nha. Phà đây thì có 4 làn xe này. Chúng ta sẽ động làn ngoài. Đi sớm quá nên là sương mù. Nếu mà sương mù như này thì theo dự báo thời tiết là sẽ có nắng nha mọi người. Rồi đã sang đến bờ rồi mọi người. Sau 15 phút ngồi phà, chúng ta đã sang đến bờ của đảo rồi đó. Đây là bên đảo nha. Chả khác gì đất liền. Đây, chúng ta đã tới biển rồi. Tới lời. Đây là một cây lạch biển. Thăm dò trước đi, tí nữa xuống cái vị trí mình có thể đi câu cua được. Tony, mình đi biển hôm nay vui không? Vui ha. Chút nữa có nắng lên nữa thì vui nữa ha. Đúng không? Tony say hello, say hello cái nào. Hello, xin chào tất cả mọi người. Tao đi ha. Ui ui, cái con hổ này. Yeah. Đây mọi người, đây là con cua. Con cua này nghe rất là trọng này. Đây đây này, đây, mấy con, được mấy con rồi, được mấy con rồi. Tony câu được mấy con? Hả? Tony câu được mấy con rồi? Yeah yeah yeah. Ha. Đấy, cần của Tony rồi. Ta câu cua nha.
Ê. Bye bye này. Ôi ôi, bye bye, đi lên. Đâu đâu đâu, ôi đúng rồi. Đúng rồi, bye bye thả. Đi bye bye thả, bye bye thả. Bye bye, tôi đi thả nhá. Tôi đi. Tôi đi phê ta. Đây, bắt đầu cắn này. Có cua sướng thế này. Đấy. Cua này rất là to nhá. Này, đen chuỗi này. Ô, lặng quá lên. To chưa? Wow. Mà mấy con đấy đây này? Con tôm đấy. Để đổ lên cho xem. Ok, sao đâu rồi ra đây? Không có tôm này. Tôm. Ôi tôm to ha. Tôm này. Ôi có tôm rang thịt rồi. Tôm rất là to. Thôi mình chuyển đến chỗ kia đi ha. Từ đã lấy cái này đã. Ờ mình đi đi. Đi chỗ khác nha. Cô cua này đó. Lên con nào không? Lên đi nhỉ. Yeah. Lên nào. Con đi theo mama kìa. Đây mọi người, tôm này. Bó tôm, cất bó tôm này. Yeah. Yeah. Ôi là cua. Ôi kìa, con kìa, con ở đây kìa. Ôi nhiều quá kìa, con đi. Con đi giỏi hê. Ok, để ba cất tôm nữa nhá. Ai nhiều quá nhỉ? Ôi tôi đi, lên này. Oh my god. Ôi đi giỏi quá. Đi giỏi quá. Ôi, ba, đứng lên ba nha, đứng lên ba nha. Nhiều tôm quá rồi mà. Ừ, nhiều tôm quá, nên thắng được mà. Thắng được tôm rồi. Trên tận bên này đi. Có cua. Đây một này. Bên đây. Cua này. Yeah. Cua này. Đây, chuẩn bị ra đống cua rồi đấy. Đây mọi người, nhìn thấy không? Cua đây này. Tôm nhỏ nhỏ, tôm nhiều quá, tôm ở đây tôm. Nhưng mà không ra nó đang nè, tôm rất nhiều. Cua to đây. Từ, ba để ba tôm cua to này đã. Mà mày. Đây. Đến đây có cua à? Đây, cua này. Đây có một con cua đây nhưng mà nó chưa chậm bám, nó còn đang nhìn thấy mình, nó còn đang giả vờ đó. Đây lại bắt đầu tiếp tục cua lên đây rồi. Đó, cua lên liên tục ha. Cua lên. Cua lên. Đâu rồi? Cua của tôi đi đâu rồi? Cua lên nhá. Cua còn cả tôm nữa này. Cua này kiểu gì cũng dính á. Chạy làm sao được.
Không. Đây. Tôi đi tít ta ba ba này. Tôi đi tít ta ba ba này. Đây, đây nha mọi người. Đầu lấy lên, lên cua này. Lên cua nha, lên cua nha, lên cua nha. Lên con cua nào. Đây. À. Xuống đi, xuống đi, ok. Ngồi im đấy. Cứ thả là cua nó ra mà. Tôm nhiều nhỉ. Để xem nào. Để xem nào, để xem tôm nào. Đấy, tôm này. Có. Nha. Cho ba ba lấy chứ, ba ba. Này, cua lên này. Cua lên. Lấy ra cho mình ăn này. Câu bằng để đi. Câu bằng mồi. Cua lại. Cua lên. Cua nhiều này mà sao pin không cho câu cho bố nhỉ? Ngồi xuống. Tony ơi. Sao thế, sao câu được con? Cua lên này, cua lớn này, cua lớn này. Cua lên. Con để im mới có. Cua lên nữa này. Tony tít ta này, Tony tít ta này. Tony ơi, tít ta ba ba này. Tony tít ta ba ba này. Không có thì mình có đấy, mày đi nhặt nào có đấy mày ơi. Nhìn thấy có mà. Mày ra đằng kia này. Ra đằng kia này. Có. Có. Ra đằng kia mới có. Ra đằng kia mới có. Cái viên đằng kia mới có. Đấy, có cua nữa này. Cua lại tới này. Ấy, cứ thỉnh thoảng lại. Tự dưng nó lại lộp mạng con. Cứ độ 30 giây lại lên con. Được, được. Ấy dạ. Áo. Xuống đi cô. Hả? Cứ thả đây là tự dưng nó sẽ già. Phải để im vào con Tony. Được, được, được. Nè phá. Trong đây rồi sẽ có cua ha. Đấy, ngoài biển kia. Chạy cua tiếp vào, lấy cua lên. Cua lên nữa nè. Cua lên nữa nè. Ấy. Cua to nữa này, cua tiếp tục lại có cua nữa này. Tiếp tục nhá mọi người. Tiếp tục có cua đây. Cua lên nữa này mọi người. Cua lên nào. Cua lên nữa nào. Ơi.
Đó. Ok. Cua lên này. Cua lên liên tục đấy mọi người. Đây, ở đây những cái hốc đá này này. Nhìn thì không thấy cua đâu, nhưng mà cứ thả đồ xuống, thả mồi xuống là nó sẽ lên. Thả mồi xuống là sẽ có cua lên nhá. Đây, ngồi gọn góc góc này cái. Đấy, có một con nữa này. Lên nữa này. Lên. Xuống đi, thôi thủ rồi, ăn thế thôi, vào đây xong ăn đó. To lên này. Wow, to chưa? Ok, đã được con này rồi. Ok, đây. Bây giờ ăn trưa đúng không? Giờ ăn trưa của Tony này. Đã, 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 đã. Mày uống nước nữa không? Đấy. Mày uống nước không? À, ăn uống xong là xuống câu nha. Ngon không? Uống nước. Yeah, ok. Ăn giò không con? Ăn giò về không? Rồi đây nè. Rồi ăn no rồi. Nó đi qua đây nè. Trong mưa khoan. Đâu? Đi chó là chó. Trong mưa khoan. Ăn nữa không con? Để vừa cắt. Một ăn nữa hả? Em là bắt cho con thứ hai khi nói nhé. Ừ. Ăn tiều, con tí cua. Hai đầu mạnh này. Cái này nó là nước mà mày, à, không phải là nước mà mình. Cao. Mà mình cũng vừa đây dụng thứ hai rồi. Không có nhà cái chỗ này đâu. Chỗ bơm đây chỗ anh bác để đây mà nhưng mà không có nhiêu rồi.
Thế đi, đi ra đâu cà phê cả. Ờ, hôm nay đi câu không được gì rồi. Đi con này. Biển đẹp như thế này mà không có cá. Đúng rồi, hôm nay là hơi sóng hơi lớn. Sóng lớn quá. Ở đây này. Đấy mọi người. Đâu phải lúc nào đi câu cũng có cá đâu. Ờ, hôm nay bây giờ mình về mình chuyển đi đi đâu nhỉ? Đi về hồ, hồ câu. Hồ câu mùa này được không con? Hồ câu mùa này được không? À thế à, mùa hồ đây. Ok, đây. Rồi. Mẹ buồn quá, đi câu là không được con nào. Đâu có con cá đây. Ok, thì hôm nay em bây giờ mình sẽ về xem là cái hồ nào. Hồ nào mà có câu được cá. Mình về mình hồ. Câu hồ vậy. Câu hồ đi. Ok. Chẳng ai có thể hiểu nổi được trái tim khi đã lỡ
kia cái này nó mỏng. Cho nên cái mà trong cái bố em có một chiếc cái gì có thể được rồi. Đấy vì trang trí cái này nó rồi nhỉ. Nhờ nhìn người bình thường ngớt nhòe mi cay khiến tim này càng thêm đau. Người từng khiến anh thay đổi là em đã mãi xa rồi. Thôi giấc mơ khép lại ký ức kia gửi theo. Không người cá thì đi chỗ khác, xin chỗ nào có là người câu kìa kìa. Người cầm mãi không được gì. Nó kia đi kìa. Hey.